Xin chào các bạn. Hôm nay nghỉ lễ, nhiều người hỏi mình là nghỉ lễ làm gì thì mình làm cái clip này. Bạn nghỉ lễ ở nhà đi, sang thùng xốp về nuôi cá với mào chơi các bạn. Đây hồi sáng giờ mình đi vòng vòng cái khu dân cư, người ta dục thùng xốp thì mình lấy được hai thùng, hai cái này nha các bạn. Đây hai cái thùng. Lúc mình sẽ vệ sinh rồi. Làm cái chuẩn bị các vật dụng để mình làm hồ cá mà. Cái này thì phải xử lý trong vòng mấy ngày thì mới xài được các bạn. Nó còn dơ. Người ta đựng hải sản, mấy cái thùng người ta đựng hải sản đó các bạn. Hải sản chắc qua ăn nhậu vậy nè. rất là vui các bạn ơi. Đi xe thắt mà đi lấy thùng xốp về đi lụm mấy cái thùng rác. Rất là vui luôn. Chào các bạn nha. Chờ đợi cái mình sẽ tiến hành làm cái vệ sinh hai cái thùng này. Tiếp theo là phần xử lý than đá nha các bạn. Cái than đá mình lấy ở tiệm hủ tiếu kế bên nhà các bạn. Cái than đá này là than đá cháy rò nha các bạn. Rồi sau đây thì mình sẽ đập dùng cái vật cứng á. Mình không có gì mình lấy cái kìm. Đập xung quanh này các bạn. Bỏ mấy cái mùn này đi. Đây, mấy cái này nó mềm quá, nó làm đục nước mình á. Mình chỉ lấy cái phần cứng thôi các bạn. Đây, mình đập. Cái than đá, tác dụng của than đá thì nó làm cho trong nước với nó tạo vi sinh cho hồ cá của mình nó tốt hơn. Đó, các bạn cứ đập bỏ những cái này nó sẽ làm đục hồ cá, mình chỉ lấy cái phần cứng này thôi. Cái này mình bỏ đi. Đấy. Đây. Đây là mấy cái hồ đá nãy mình đã đập rồi. Mình đập quá. Như đây là hai cái hồ dư sức các bạn. Giờ thì mình sẽ đập nhuyễn cái này ra, đập nhuyễn cái này ra để đập những cái cục to to vậy. Để bắt đầu mình mới rửa. Em để ở đây đi. Ra xong bỏ đây. Cục vừa đủ sạn. Đập những cục cỡ này là được. Thì hồ cá mình cũng nhỏ. Này được bỏ vô phẩm của mình nữa các bạn, để mấy cục to to này chúng mình tạo phong cảnh trong mấy thường là xài những cục nhỏ nhỏ để làm nền. Nhỏ vậy mình làm nền, còn mấy cái cục to to này làm dạng giống như san hô núi đá vậy các bạn. Tiếp tục rửa cho nước vô mình rửa, rửa rồi xong rồi mình đổ nước đi, đổ nước mình rửa thì nào mà nước nó trong nó cũng là ổn rồi mà, cho nó bớt qua cái bụi với cái bụi bẩn ở trong than đi. Tại khi mà người ta nấu thì nó có khác tro với cái bụi than á, thì cái này nó làm cho nước nó đục. Rửa sạch rồi chút mình bỏ vô hồ. Đây các bạn thấy nước rất là đục luôn. Mình làm sao mà nước nó trong là mấy cái bụi nó trôi đi hết rồi. Thì mình mới sử dụng được nha các bạn. Này mình hơi cực xíu, cái than đá này xài cho cái hồ cá mình rất là tốt. Rửa liên tục. Đổ nước ra các bạn, đổ ra rồi tiếp tục cho nước vào tiếp, lửa tiếp tục chu trình tới khi nào mà nước trong hoàn được các bạn. Đây các bạn,
sau 5-6 lần mình xả nước thì nước nó rất là trong nữa mà. Mình có ngâm thêm 4 tiếng nữa để cho nó ra hoàn toàn mấy cái bụi than các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vớt cái này ra bỏ vào hồ cá mới nha các bạn. Này là rất là sạch rồi. Mình xả 5-6 lần, giờ còn ngâm thêm mấy tiếng, 4 tiếng đồng hồ để cho nó ra hoàn toàn tất cả các chất dơ bẩn có trong than, tại là nó còn rất là sạch luôn. Là thế. Đây, rất là sạch. Này là để vô hồ cá là rất tuyệt vời. Đây, tiến hành bỏ vô hồ cá rồi các bạn. Mình sẽ cho cái cục bự này vô trước để nó tạo cái không gian các bạn. Tạo những cái cảnh quan đẹp. Đây, mình có cái này. To chưa? Này nhìn giống hồ non bộ quá mà. Đấy, cá cũng có thể là nó núp ở đây được các bạn. Các bạn sau khi mà mình làm các nền xong thì nó sẽ như thế này các bạn. Bây giờ mình tiến hành để cho nước vô với mình sục khí oxy nha các bạn. Sục khí oxy vài ngày, 2 ngày để cho nước nó ổn định thì mình mới bắt đầu thả cái được. Tiến hành mình sục oxy các bạn. Bên đây cũng vậy, nó sục oxy vòng 2 ngày thì nước sẽ trong lại và đủ điều kiện để mình thả cá vô các bạn. Thôi chờ đợi thôi các bạn ơi. À, giờ đây là cái bịch cá bể màu mình mới mua các bạn. Rồi cái người ta bán cái này làm cá mồi các bạn, cá bể màu rất là đẹp luôn. Mua 10 ngàn mà được nhiêu đây nè. Nuôi xả láng luôn các bạn, này mình nuôi đam mê thôi, nói chung là mấy con cá này cũng rất là đẹp các bạn, nó không có được sang như mấy con cá kia nhưng mà nói chung là rất là đẹp, này mình nuôi nuôi giải trí, rất là dễ thương, à, đây nè, nên coi kỹ với các bạn, đây rất là nhiều con rất là đẹp luôn, 10 ngàn các bạn, 10 ngàn quá trời. Nhân xin chào các bạn, sau 2 ngày mình sục oxy thì nước nó đã rất là trong rồi. Hôm nay mình tiến hành thả cá mới giờ các bạn, nước rất là trong. Cái này mình đã thử độ pH đồ hết rồi, còn cái thử như thế nào thì các bạn có thể xem cái clip trước nha các bạn. Đây bây giờ mình tiến hành thả cá vô các bạn. Đây mấy cá của mình. Này là cá này mình đã xử lý nước muối rồi các bạn. Nó cho một ít muối vào để ngâm cá để cá nó phòng tránh bệnh đó. Đây giờ mình sẽ thả cá vào. Thả bịch cá mà buổi hồi sáng mình có giới thiệu các bạn đó. Mua có 10 ngàn. Thì mình tuyển là những cái con đẹp. Đây. Bây giờ chúng ta tiến hành là thả cá vô các bạn. Cá nó rất là vui và được cho ra hồ mới rồi. Bơi tung tăng luôn. À, các bạn thấy không? Nước rất là trong nha các bạn. Hồ bên đây cũng vậy. Đây, hai cá. Những cá nó có cái màu rất là đẹp luôn. Tuy là cá màu cái này mình nuôi đam mê thôi, không có thể giống cá cao sang gì hết. Mình nuôi đi chơi giải trí và sau giờ làm việc. Ở đây thì mình có cái bầy cá con của mình. Bữa nay mấy ngày nay thì mình để trong mát á các bạn. Mình đem ra ngoài
Em ra ngoài cho nó không khí lạnh lên. Đây không khí xung quanh cơ quan cây xanh. Mới thả vào nó còn hơi nhát rồi, nó bu vô gốc. Đây thì nó đang tung tăng. Có gió mát này. Và đây thì mình nuôi mà không cần sụp oxy các bạn. Tại vừa có rong vừa có gió như thế này rồi. Nó tạo tự tạo oxy cho nước rất là tốt, cá không cần phải sủi oxy. Cái loại cá này nó cũng dễ nuôi, nó không phải như những cái dòng cá thuần chủng như full gold hay là gì full red gì, những cái dòng đó thì nó khó nuôi các bạn. Cái này thì cũng dễ, mình nuôi trẻ trí thôi. Xin chào các bạn.